Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ động vật hoang dã, Tổ chức Động vật Châu Á Animal Asian đã phát triển chương trình tìm kiếm thảo dược thay thế việc sử dụng mật gấu từ năm 2010 thông qua việc hợp tác với Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Không khó để thấy, có rất nhiều thông tin quảng bá cho các sản phẩm thuốc chữa bệnh có nguồn gốc từ động vật hoang dã tại các trang thông tin trên Internet. Với những quảng cáo về tác dụng thần kỳ của nhiều sản phẩm từ động vật hoang dã, mà số lượng động vật bị săn bắt, giết, tỷ lệ nghịch với thu nhập của những kẻ sẵn sàng làm trái pháp luật để có được siêu lợi nhuận. Vậy, có thật các sản phẩm này là thần dược? Dân ta thì cũng đổ xô vào để mà làm cái mật gấu để bán, thì chủ yếu là vì chỉ là cái mang cái tính chất là thương trường thôi. Nhưng mà để khi mà chúng tôi làm thầy thuốc thì để mà mật gấu có tác dụng thật sự như thế không thì hoàn toàn nó không có cái tác dụng thật như thế. Thì trong cái thời gian mà chúng tôi nghiên cứu thì ra rất là nhiều các cái vị thuốc như là để là làm cái cồn xoa bóp mà là thay thế được cái mật gấu, nhưng mà thực tế là còn tốt hơn rất là mật gấu. Tiếp tục các hoạt động tổ chức trong nhiều năm qua tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, nơi còn nuôi nhốt hơn 90 cá thể gấu, các tổ chức đã triển khai tuyên truyền bảo vệ gấu thông qua các buổi tư vấn sức khỏe và phát tặng các sản phẩm thay thế mật gấu cho người dân. Các chương trình thi đua bảo vệ loài gấu tại các trường học trên địa bàn, cũng như xây dựng các vườn thảo dược sưu tầm các cây thuốc, các hoạt động giáo dục song hành cùng công tác chuyên môn kiểm tra, rà soát các cơ sở nuôi nhốt gấu, đồng thời chủ động vận động các cơ sở nuôi nhốt gấu tự nguyện giao nộp gấu cho nhà nước, phấn đấu vận động, cứu hộ và chăm sóc thêm cho nhiều cá thể gấu nhất có thể. Có thảo dược thay thế mật gấu và hoàn toàn có thể thay thế được mật gấu thật. Và với cái sản phẩm cầm ở trên tay của tôi ngày hôm nay thì nó không chỉ là một sản phẩm thông thường mà nó là sự hợp tác của rất nhiều các bên. Rất là mong muốn được làm việc cùng với người dân, với chính quyền địa phương để làm thế nào đấy nhanh chóng cứu hộ được toàn bộ gấu nuôi nhốt. Để cái việc mà sử dụng mật gấu đã không cần thiết nữa thì việc nuôi gấu lấy mật thì càng không cần thiết. Với việc ngày càng có nhiều hơn nữa các sản phẩm thảo dược thay thế được các vị thuốc trong y học cổ truyền từ động vật hoang dã, các bộ, ngành địa phương và các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã kỳ vọng vào sự thay đổi nhận thức của nhân dân trong chữa bệnh và hiểu hơn rằng động vật hoang dã cũng có quyền được sống và hưởng tự do. Đến nay, đã có 273 cá thể gấu được giải cứu và chăm sóc tại hai trung tâm cứu hộ do Animal Asia xây dựng.